Thưa quý vị, để phục vụ người dân đi lại sau dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và dỗ tổ Hùng Vương an toàn, thuận tiện, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội huy động tối đa lực lượng, ứng trực phân luồng giao thông kiểm tra, xử lý xe vi phạm, chờ quá số lượng người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, từ khi xe xuất bến. Thiếu tá Phạm Minh Quân cho biết, trong thời gian trước, trong và sau lễ, lực lượng Cảnh sát Giao thông thực hiện nhiệm vụ sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy trình công tác, điều lệnh công an nhân dân, văn hóa ứng xử khi giao tiếp với nhân dân. Thiếu tá quân còn cho biết thêm, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục bố trí lực lượng thường xuyên trên các tuyến đường gần bến xe để kiểm tra và xử lý vi phạm ngay sau khi xe xuất bến để người dân được đi lại an toàn, thuận tiện nhất. Đội Cảnh sát Giao thông số 14, Công an thành phố Hà Nội đã thành lập tổ công tác tiến hành chốt trực kiểm tra xử lý vi phạm đối với xe khách trên tuyến đường giải phóng. Đây là tuyến đường có hai bến xe lớn là nước ngầm và giáp bát, xe khách hoạt động liên tục và phức tạp. Tuy nhiên, qua nhiều giờ kiểm tra xử lý, hầu hết các nhà xe, lái xe chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Bên cạnh kiểm tra, xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành tuyên truyền nhắc nhở tài xế, chủ phương tiện tham gia giao thông đúng quy định. Anh Nguyễn Minh Thắng, chủ xe khách chạy tuyến Hà Nội, Nam Định cho biết. Chúng tôi thường xuyên quán triệt lái, phụ xe, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, đồng thời niêm yết giá vé và số điện thoại đường dây nóng của công ty để hành khách kịp thời phản ánh về các hành vi của lái, phụ xe. Dự báo, số lượng người dân trở về Hà Nội làm việc sau dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5 rất lớn, nên mật độ giao thông sẽ gia tăng. Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật để chủ động nắm tình hình tại các khu vực phức tạp về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các khu vực cửa ngõ thủ đô, các địa điểm du lịch, khu vui chơi, bến xe, bến tàu, sân bay. Bên cạnh đó, phòng cảnh sát giao thông sẽ chủ động phối hợp với trật tự giao thông kiểm soát việc vận chuyển hành khách. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm về quy định vận tải đường bộ, chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.